Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Trước khi đi vào chương trình hôm nay, chúng tôi xin giải đáp cho một số khán giả điện thoại hỏi vấn đề đài. Trong thời gian qua có mấy ngày không có trên hệ thống Galaxy, thì chúng tôi xin thưa là bắt đầu từ hôm qua, chúng tôi đã nói và hôm nay chúng tôi xin nhắc lại là bắt đầu tuần này chúng ta lại có ở trên Galaxy trở lại. Cho nên quý vị mở coi, và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã có nhiều sự yểm trợ cho đài cũng như chương trình của Dương Lệ Hải. Và có những người cũng hỏi những câu lẩm cẩm. Chúng tôi mới nhận được hôm qua có một cái email của một khán giả, số điện thoại chứ không để tên, là 818 thì chắc vùng gần đây, Elmonte hay là Rosemead gì đó, hỏi rằng là chúng tôi hỏi giáo sư lần thứ hai, tôi hỏi ông lần thứ hai, ông nói ông là giáo sư thì ông dạy ở đâu và môn gì. Và chúng tôi cũng đã được cho giám đốc nói ông không phải là giáo sư, xin mong thông cảm. Thế thì quý vị thấy cái câu nói nó lộn xộn, chả ra đầu ra đuôi gì cả. Quý vị, tôi trả lời thế này cho nó vui vẻ này. Nếu quý vị muốn tôi là giáo sư thì tôi là giáo sư. Quý vị bảo tôi là như là Cộng sản nó gọi tôi là một tên bưng phở cho cái bà Mộng Đào thì tôi sẽ là tên bưng phở, được chưa? Thì chúng ta không cần phải đính chính ba cái chuyện rùi bu. Tôi làm giáo sư tôi biết. Và học quý vị, nghe tôi quý vị nếu là người có học, quý vị cũng có thể đoán được tôi thuộc về cái loại nào, lớp 3 trường làng hay là một giáo sư. Có phải không? Cái câu này chứng tỏ cái người này học hình như chưa hết lớp 3, họ không hiểu thế nào là giáo sư. Và người này chắc cũng còn trẻ tuổi. Và tôi trả lời cho cái khán giả này biết rằng thật ra tôi đưa dạy học từ cái hồi cái khán giả này chưa đẻ. Học trò của tôi bây giờ nó là ông nội ông ngoại rồi. Nếu ông này có muốn gặp học trò của tôi chứ chưa cần học tôi nữa. Hôm nào gọi điện thoại riêng hẹn là tôi sẽ đưa đến gặp học trò tôi. Bác sĩ có, rồi dân biểu có, học trò của tôi đấy. Và học trò của tôi, họ bây giờ là ông là bà hết rồi. Mà người này thích gặp thì điện thoại riêng thì tôi sẽ cho gặp. Rồi muốn cho coi bằng cấp thì gặp riêng đi tôi cho coi. Nhá. Như vậy là nó vui vẻ. Còn bây giờ nói là giáo sư hay là không giáo sư cũng chả ra cái trò gì. Ngay cả đến tiến sĩ mà nó tầm bậy nữa cơ mà, đúng không? Cho nên quý vị, nhiều người cũng thuộc về cái loại như thế này. Cho nên là nói xấu Dương Đại Hải nhưng mà hỏi bằng chứng thì không có. Y như là thằng dân biểu Adam Clip của cái đảng Dân Chủ của Cali. Nó là chủ tịch ủy ban về tình báo. Nó cứ nói ông Donald Trump là có thông đồng với Nga. Nhưng mà khi hỏi đến vấn đề mà bằng chứng, nó hỏi không có. Cho nên ông mà mình dạy ở đâu cũng có anh hùng, là như thế đấy. Và tôi cũng xin cảm ơn rất nhiều khán giả. Tôi cũng xin cảm ơn một số khán giả đã thêu những cái khăn choàng có lá cờ của quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không gọi là lá cờ vàng, lá cờ đỏ. Những cái người mà dùng cái chữ lá cờ vàng, lá cờ đỏ là những người đó chưa có học. Chúng ta nói thẳng một câu như vậy. Họ không biết quốc kỳ là cái gì. Cho nên họ bắt chước những cái tụ giặc cờ đen ngày xưa, nó có gọi là giặc cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc. Thế rồi những cái tên cán ngố thì nó gọi là lá cờ ba que. Thấy không? Nó không có học. Cho nên nó có học nó biết rằng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa phát xuất từ bát quái, tức là những cái quẻ ở trong kinh dịch đó. Nhưng mà những cái thứ nó cán ngố nó không có học, nó chả có biết thế nào là kinh dịch, cho mình không trách nó làm gì. Cho nó còn bảo lá cờ bát que, thấy không? Trong khi cái cờ đỏ sao vàng là cờ máu thì nó rõ ràng. Tại sao vậy? Là vì cái cờ đó nền đỏ tượng trưng cho máu, và nó cái nó tượng trưng cho cái đảng nó giết người nhiều quá, giết hàng triệu người, giết cả những cái thanh niên
nó nhồi sọ mà. 14, 15 tuổi anh khắc vào đây SBTN. Quý vị biết SBTN là gì không? SBTN là Sinh Bắc Tử Nam. Cho nên nó giết quá nhiều người. Cho nên nói đến cái lá cờ đó là một loại lá cờ máu rất là chính xác. Và hỏi cái đó có phải quốc kỳ không? Không. Cờ đỏ sao vàng là đảng kỳ. Mất lòng tôi cũng phải nói thật. Đến giờ này, lá quốc kỳ của Việt Nam không phải là cờ đỏ sao vàng, mà cái đó là phát xuất từ đảng kỳ. Nó lấy ra từ của Đảng Cộng sản Quốc tế. Quý vị thấy Đảng Cộng sản Quốc tế chuyên môn là màu đỏ rồi lưỡi liềm. Ngay cả Tàu Cộng nó cũng lấy cờ đỏ sao vàng, mà nó lại có 4 5 sao là vì nó nghĩ là nó là ông chủ, có những đàn em chung quanh, có những đầy tớ chung quanh. Mà đấy là sự sai lầm. Mấy anh ngố rừng thời này là như có chuyện đầy tớ đi chủ nữa, đúng không? Thành ra chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán giả nhiều lắm. Và cái người mà đan cho chúng tôi nhiều khăn choàng mang quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa đó là bà Châu. Chúng tôi phải ca tụng những cái tâm hồn ái quốc, những cái sự thương yêu dân tộc của một phụ nữ Việt Nam. Và hãnh diện cộng đồng Việt ở hải ngoại có nhiều thành phần bát nháo, nhưng mà cũng có những thành phần ưu tú. Đấy. Cho nên một lần nữa Dương Đà xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ mở đầu cho chương trình hôm nay chúng ta có câu chuyện hay lắm. Đó là câu chuyện về vấn đề lao động. Hôm nay đã bước qua tháng 8 và nhà nhân dụng, tức là Labor Department, đã đưa ra một cái phúc trình trong tháng 7 vừa qua là số người đi làm cái công việc thêm vào cho nền nhân lực của Hoa Kỳ, lao động của Hoa Kỳ lên đến 164.000 công việc. Mà trước đó thì các nhà gọi là kinh tế gia họ dự liệu trong tháng 7 thì vào khoảng lượt 165.000, tại vì họ căn cứ vào cái tháng 6 được 224.000 thì họ bảo tháng 7 chắc là phải xuống thì vào khoảng được một còn 165.000 thì con số chính thức là 164.000. Đấy là một cái tình trạng rất tốt đẹp về nền kỹ nghệ và lao động của Hoa Kỳ. Thì trong cái 164.000 này đưa cái duy trì cái tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn là 3.7. Và đây là một cái tháng thứ 17 liên tục mà tỷ lệ thất nghiệp ở dưới 4 chấm. Đó, để cho quý vị thấy rằng là cái nền kinh tế của Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump nó thành công vượt bậc là như thế. Và nói theo về cái tỷ lệ và người đi làm, nước Mỹ có 330 triệu dân thì cái tỷ lệ người có việc làm bây giờ lại lên đến 63%. Có nghĩa là 100 triệu thì có 63 triệu người đi làm. 200 triệu là 126.000. 300 triệu là 189.000 công việc. Người Hoa Kỳ công dân họ có công ăn việc làm. Rồi 30.000 nữa cho chúng ta tính đến 63% là 18.000. Tức là 330.000 công nhân thì có đến 222.000 người đi làm. Đây là một con số quá cao. Cao hơn so với tất cả 50 năm vừa qua. Chưa bao giờ mà tỷ lệ thất nghiệp lại dưới 4 chấm. Dưới 3.6, 3.7. Rồi trong 164.000 công việc này, quý vị cũng sẽ thắc mắc bảo nó gồm có những thành phần như thế nào? Hay là 164.000 công việc là chỉ kể mấy ông mễ bà mễ đi ra nhổ cỏ, đi ra hái rau ở các cái nông trường? Thưa quý vị, không phải. 164.000 công việc này đã được báo cáo trong cái phúc trình về lao động trong tháng 7 vừa qua. Thì cái ngành gọi là Professional and Technology
những công việc ở trong ngành chuyên môn, về hành chính, về kỹ thuật, về khoa học, mà tôi gọi là professional and technology, thêm được 31.000 công việc mới. Và cái ngành về chăm sóc sức khỏe gọi là health care, trong đó có cả từ bác sĩ rồi y tá rồi các nhân viên phục vụ trong các bệnh viện hay là trong các cái ngành gọi là phục vụ người già vân vân, thêm được 30.000 công việc. Thì trước bây giờ vẫn có, và bây giờ trong cái tháng 7 vừa rồi thêm 30.000 công việc trong cái lĩnh vực về y tế, rồi lĩnh vực về xã hội và các dịch vụ thì thêm được 20.000 công việc. Đây là một con số rất đáng kể cho ngành phục vụ xã hội. Còn về lĩnh vực về tài chính có không? Chúng ta thêm được 18.000 công việc ở trong cái lĩnh vực tài chính. Những chuyên gia, những chuyên viên về cố vấn về tài chính, về thị trường chứng khoán, về ngân hàng, vân vân, thêm được 18.000 công việc. Rồi quý vị bảo còn vấn đề manufacturing, tức là vấn đề kỹ nghệ, công kỹ nghệ sản xuất và chế tạo hàng hóa, như là vấn đề durable good, tức là những cái loại hàng gia dụng như là máy giặt, máy sấy, bếp, tủ lạnh, vân vân, thì thêm được 16.000 công việc trong cái ngành sản xuất công kỹ nghệ. Trước đó thì người ta ước đoán rằng có vào khoảng độ may ra trong 5.000 công việc trong ngành kỹ nghệ. Nhưng mà sự thực bây giờ lên đến 16.000. Đây là một cái sự phát triển ngoài sự ước đoán của các kinh tế gia tiên đoán cho tháng 7. Và cái này mới là hay này. Tất cả những cái công việc mà lâu nay phát triển đa số nhiều về thuộc vấn đề công lập, tức là nhân viên của chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang và chính phủ các đô thị. Nhưng mà lần này gia tăng cái số làm việc ở bên công lập của chính phủ thì lại ít. Nhưng mà về cái phạm vi của tư nhân lên đến 156.000 công việc trên tổng số 164.000. Quý vị thấy chưa? Đây là một cái điều rõ ràng cho chúng ta thấy rằng cái nền kinh tế đang phát triển mạnh. Và về Bộ Thương mại còn đưa ra thông cáo cho biết rằng là tất cả các công nhân và các công ty của Hoa Kỳ mà đang sinh hoạt và điều hành ở bên tàu cộng, họ đang đua nhau rút ra khỏi nước tàu. Bởi vì họ biết rằng là cái chiến tranh thương mại này nó chưa chấm dứt. Bởi vậy cho nên Tổng thống Donald Trump sau khi đi họp G20 về thì tuyên bố rằng Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống và đã họp và đã hứa với Tổng thống là tàu cộng sẽ mua thêm đậu nành, mua thêm các nông phẩm khác của Hoa Kỳ. Nhưng cho đến bây giờ họ nói mà họ không làm, hoặc là chưa làm. Cho nên trong hai cái buổi họp vừa qua, vào ngày 30 và 31 tháng 7, giữa phái đoàn của Hoa Kỳ do ông Bộ trưởng về Tài chính và ông đại diện thương mại là ông Lighthizer họp với lại tàu cộng bên Thượng Hải, không đi đến đâu cả vì họ chỉ có dậm chân tại chỗ. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.